Con này nè, con gần nhất nè. Chui vô cái hang của con kia. Con kia đó. Nó có ba cái hang Còn sống luôn. Anh Quang để chỗ cái gì á. Quá nhiều nhu. Ui, con này bự không? Đá. Trời ơi là trời, hôm nay hàng độc không ạ? Cái đầu này nè, bỏ cái này cứng ra nè. Lấy cái đó hả? Dạ. Lấy cái kéo phu lên. Dạ. Lấy một đồ giúp anh. Cái bình bà nó có sư nát mà giống ra đi đâu vậy? Chắc nữa mình rửa. Nó chỉ bám xung quanh cái thành thôi. Đó, móc hết mấy cái ruột nó ra nè đó. Móc ruột ra. Cẩn thận coi chừng đụng vô phần thịt. Móc ruột ra bỏ hết. Đây con gì vậy? Dạ nhâm á. Hải sản Xuân Tiến xin kính chào quý khách. Tự Hào là địa chỉ uy tín tại Phan Thiết, Bình Thuận. Chúng tôi chuyên cung cấp hải sản tươi đông lạnh như mực ống, mực lá, bạch tuộc,
cá làm sạch, chả cá, hải sản một nắng và khô hải sản các loại. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, cùng sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi nhận đơn đặt hàng sỉ và lẻ đi các tỉnh, cam kết luôn làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách với giá thành hợp lý nhất. Để được tư vấn chi tiết về hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0944 187 487. Hải sản Xuân Tiến rất hân hạnh được phục vụ. Xin trân trọng cảm ơn.